Xin chào anh em nhé TOTA Race thì đã giảm giá Giảm từ 552 triệu xuống còn 498 triệu Tức là mức giảm ở đây là 54 triệu 498 triệu cho một mẫu xe logo Toyota Gầm cao, ngồi rộng thoải mái Thực sự hấp dẫn nếu nó không dính vào cái vụ gian lận an toàn của đá xu Thế bây giờ đính kèm thêm cái vụ gian lận Thì nó còn hấp dẫn nữa không Nếu mà anh em xem bình luận ở trên mạng Thì sẽ rất tiêu cực Toyota thì uh, có rất nhiều người thích và cũng vô số người ghét. Sẽ có những cái ý kiến cho rằng là an toàn là trên hết, giảm giá cũng không đáng mua, tẩy chay. Thì đó là những cái ý kiến của những người rất nhiều tiền hoặc là rất ghét Toyota. Nhưng mà nếu mà đặt mình vào người có từng đó tiền đi mua xe thì nó sẽ rất khác. Đó là lý do doanh số của Toyota nó vẫn tốt. Tất cả mọi thứ mà mọi người đang nói và đang nghĩ đến nó xoay quanh cái chữ an toàn. Và tôi sẽ phân tích cái chữ an toàn trong cái video này. Ok an toàn Mọi người nghĩ xe hạng B nó có an toàn hơn xe hạng A không? Xe đắt có an toàn hơn xe rẻ không? Bản full có an toàn hơn cái bản thấp không? Nếu mà an toàn là trên hết ý, Thì có phải là không nên mua bản thấp nữa Cũng không nên mua xe rẻ nữa Cứ chọn xe hạng cao mà mua Bản thấp của nhiều hãng xe sẽ cắt túi khí Trang bị an toàn thì cũng cắt sạch sẽ Hệ thống phanh thì cũng bị thay đổi Bản cao thì thường là phanh đĩa Bản thấp thì có thể là phanh tăng trống Tại sao vẫn có những người tiếc mấy chục triệu Để mua cái bản thấp và biết rõ ràng là nó sẽ không an toàn bằng bản cao không có túi khí đâu nhưng sao vẫn mua cái này theo góc nhìn của tôi nhé cái khoản tiền tranh ạ ngoài những cái thứ liên quan đến tiện nghi thì những cái thứ liên quan đến an toàn ấy, có thể gọi nó là một khoản bảo hiểm bảo hiểm về an toàn ông nào mua thì thấy an tâm ông nào không mua thì thấy khoái vì tiết kiệm được một khoản tới đây thì anh em đã định hình được cái chữ an toàn chưa an toàn trên ô tô có thể hiểu là một khoản bảo hiểm và nó tương đương với một khoản tiền còn ai mà vẫn cho rằng là an toàn trên ô tô không thể quy ra tiền thì tôi cho rằng mới chỉ trải nghiệm một phần cảm xúc khi mua xe. Chưa trải nghiệm hết tất cả các cảm xúc. Đã trải nghiệm có 100 triệu mua SH hay ô tô chưa? Thiếu 50 triệu vay tiền mua bản full hay mua bản base? Tất cả những thứ đó nó đều liên quan đến an toàn. Nhưng mà người ta vẫn mua SH, vẫn mua bản tiêu chuẩn. Vì đơn giản là với những người như vậy, họ chỉ so sánh với những thứ mà người ta đang có thôi. Con SH nó có ABS Nó an toàn hơn cái con Way mà mình đang đi Như vậy là được rồi Mua ô tô bản base nó tiết kiệm được tiền Và nó an toàn hơn con xe máy mình đang đi Vậy là ổn Người ta so sánh với những thứ mà người ta đang có thôi Chứ không so bỉ với thiên hạ Cái khoản 54 triệu giảm giá này Đổi lấy cái mập mờ của Dasu về an toàn Thì mọi người có đổi không? Cái khoản 54 triệu này Nó cũng liên quan đến an toàn Mua bản full hay hạ xuống bản tiêu chuẩn Thì nó cũng liên quan đến tiền và cũng quy đổi ra mức độ an toàn. Nếu mà so sánh hai cái này với nhau ấy, thì mọi người đánh giá sao? Cái nào hơn cái nào? Không có cái vụ gian lận của Daihatsu thì chưa chắc đã có đợt giảm giá sâu như này với chiếc Toyota Race. Theo góc nhìn kinh doanh mà tôi đánh giá thì Toyota đã trừ cái khoản bảo hiểm đó. Phân tích thêm một chút nhé. Toyota Race hiện tại chỉ có một phiên bản và nó là bản full. 54 triệu này nếu Toyota Race có bản tiêu chuẩn thì cái giá của nó là 498 Thì có vẻ là khớp với cái bản tiêu chuẩn Thế bây giờ so sánh nhá nếu mà Toyota Race có bản thấp thì nó sẽ như thế nào? Tôi sẽ tham chiếu một vài cái bản thấp của những cái mẫu xe đối thủ để định hình cái bản thấp của Total Race. Nếu Total Race có bản thấp thì nó sẽ cắt bớt đi bốn túi khí, chỉ còn hai cái, cắt đi cảnh báo điểm mù, cắt đỡ đi hai loa, còn bốn loa, cắt đi cảnh báo cắt ngang khi lùi. Với cơ bản nó sẽ cắt từng đấy. Và anh em thấy là cái bản tiêu chuẩn này nó có thiếu an toàn hơn cái bản full không? Tôi thì tôi thấy và rất rõ ràng là nó thiếu an toàn hơn cái bản full. Cắt đi ít nhất là ba thứ liên quan đến an toàn rồi bây giờ nhá nếu mà không dính vụ gian lận giả dụ đi su chưa bao giờ gian lận thì anh em có lấy cái bản thấp này không có những người lấy có những người không nhưng chắc chắn là vẫn sẽ có những người mà sẽ mua bản thấp vì họ chỉ cần từng đó an toàn thế bây giờ lại cho vụ gian lận vào bây giờ tôi có một đề nghị khác giá của bản tiêu chuẩn này anh em mua được cái bản phun thì anh em nghĩ sao đánh đổi những cái thứ mập mờ liên quan đến an toàn để lấy được những cái hữu hình cũng liên quan đến an toàn thì đây tôi cho là nó cũng là một lựa chọn nó không tệ như ở trên mạng người ta nói nhìn chung thì mình phải định hình được cái cảm giác của mình quy đổi được nó ra cái gì đó thì mình sẽ dễ dàng hơn trong việc so sánh cũng như là đưa ra quyết định ok trong video này thì tôi không có cái câu từ nào khuyên mọi người mua chiếc total race này nên là mọi người đừng nghĩ theo cái cách mà mọi người hay nghĩ phân tích để mọi người định hình được những cái thứ mung lung thôi